Các mẹ biết không, có một điều ấy mà mẹ Mai cũng như là các mẹ sau sinh phải gọi đây là một cái nỗi đau của mẹ bỉm sữa. Mọi người có đoán là gì không ạ? Đau nhất là lo cho con đã đành rồi, nhưng mà lo cho mình thì sao? Lo cho mình vào lúc nào? Cái suy nghĩ của Thanh Mai nhé, đấy là à, đẻ xong này chồng mình có xấu không? Chồng mình có chán mình không? Mọi người nhìn thấy mình có chán không? Tất cả những cái thứ đấy làm cho mình cảm thấy lo lắng, cảm thấy là cái việc sinh con đấy đôi khi là sinh ra con rồi đã vui vẻ rồi, nhưng mà cái nhan sắc của mình, sức khỏe của mình sau đó nữa. Nên là ngày hôm nay lại tiếp tục bật mí cho tất cả các mẹ, đó là khi mà mình đồng hành với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và ngay bên cạnh Thanh Mai đây, đó chính là một cô hộ sinh, thì sẽ cho mình bí quyết để mình thật khỏe, thật trẻ và thật đẹp. Bây giờ là đến bác sẽ chia sẻ. Vậy thì sẽ bật mí cho mẹ Thanh Mai và các mẹ một bí quyết rất rất là tuyệt vời để chúng ta có thể phục hồi cơ thể sau sinh, chống đau lưng và những cái stress mà sau khi sinh chúng ta mắc phải. Nói đến đau lưng thì mới thấy là trời ơi, mẹ nào cũng cảm thấy là lo lắng vô cùng. Bây giờ thì chúng mình sẽ tập thử nha bác nhé. Chúng ta sẽ bật mí cùng nhau nhé. Động tác đầu tiên hướng dẫn với mẹ Thanh Mai là động tác thở bụng. Động tác này nó có tác dụng sẽ làm cho cái cơ bụng sau khi sinh của chúng ta ấy, nó đang rất là lỏng lẻo đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ tăng cường tập những cái động tác như thế này. Và đặc biệt là có những mẹ sẽ gặp những cái triệu chứng về xón tiểu hoặc là xì hơi không tự chủ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tập những cái động tác như thế này để đưa được cái cơ sàn chậu, chính là ở cái phía phần âm đạo, mình đưa được lên săn chắc. Chúng ta hãy bắt đầu tập nhé. Động tác đầu tiên là chúng ta sẽ hít một hơi thật dài và giữ cái hơi đó ở bụng, làm sao cho bụng của ta chúng ta sẽ phải phồng lên như này, và chúng ta sẽ giữ được càng lâu càng tốt. Nếu như mà đầu tiên thì chúng ta chưa tập được cái hơi giữ hơi dài, chúng ta sẽ giữ được 3 giây này, sau đấy tăng lên 5 giây này, xong là tăng lên 10 giây này, và xong đầu thì chúng ta sẽ tưởng tượng, chúng ta sẽ đếm nhé. Đầu tiên ví dụ là chúng ta sẽ nghĩ rằng là chúng ta tập được giữ được hơi được 3 giây đúng Mình không? sẽ nín thở. Đúng không? Chúng ta sẽ nín thở và giữ hơi, phồng bụng lên nhé, và căng cái cơ bụng lên để giúp cho cơ bụng săn chắc nhé. Chúng ta bắt đầu hít này. Và chúng ta sẽ thổi ra từ từ ạ. Đó. Vậy chúng ta bắt đầu làm được. Mẹ Thanh Mai đã nhớ được động tác chưa? Đã bị nhớ rồi. Dạ vâng, chúng ta sẽ hít bằng mũi này, giữ hơi ở bụng này, phồng bụng lên, và xong đấy thì chúng ta sẽ thổi ra bằng mồm. Đã bắt đầu ạ. Hít. Thở. Hít. Thở. Thở. Đoán được chưa ạ? Và cái động tác đầu tiên này chúng ta sẽ tập đi tập lại khoảng tầm 10 lần. Còn nếu như mà chúng ta mà có điều kiện, có sức khỏe thì mẹ Thanh Mai cũng có thể là mình tập liên tục cũng được ạ. Vâng. Động tác thứ hai đó là động tác thở ngực. Với động tác thở ngực này thì sẽ giúp cho chúng ta không những là săn chắc cơ bụng, săn chắc cơ ngực nữa, về cái nỗi lo lắng sau khi sinh cho con bú đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tăng cường cái tuần hoàn, lưu thông được tuần hoàn rất là nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ động tác như sau ạ. Chúng ta vẫn nằm nguyên tư thế và chúng ta sẽ nhìn xuống, làm sao cho cái cằm ấy chúng ta sẽ chạm được vào ngực của chúng ta. Khi mình nhấc cằm lên thì chúng ta sẽ hít vào, đúng chưa ạ? Và khi chúng ta thở ra thì chúng ta sẽ hạ xuống như này và xả hết hơi ở bụng ra và ngực ra. Lúc này thì hơi của chúng ta chủ yếu là giữ vào ngực ạ. Và chúng ta sẽ bắt đầu làm mỗi động tác, chúng ta cũng sẽ làm 10 lần, nên là những cái động tác sau thì mình sẽ không nhắc lại những cái số lần nữa nhé. Dạ. Chúng ta sẽ làm thôi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là hít. Thở. Hít. Thở. Thở.
Rồi, đó là động tác thứ hai của chúng ta. Đến với động tác thứ ba, đó là động tác chúng ta sẽ đưa tay lên trên cao, vừa là tập gì ạ? Sau khi sinh các mẹ có một cái triệu chứng đó là gì ạ? Mỏi các Mỏi, rất là các cái cánh tay và cái cổ tay cũng khá là đau. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta bế con nhiều và chúng ta gì ạ? Cái dây thần kinh của chúng ta nó đã bị yếu đúng không? Vậy thì chúng ta vừa tập như này vừa là gì ạ? Tăng cường cái tuần hoàn hơi thở. Nở nang ngực ra, săn chắc ngực, đồng thời là cũng sẽ hỗ trợ cho các cái cơ cánh tay. Chúng ta sẽ hít vào với động tác là chúng ta sẽ đưa tay lên phía trên và gì ạ? Hơi cũng giữ lại đến mức tối đa, đến khi nào mà chúng ta không chịu được nữa thì thôi ạ. Và chúng ta vẫn thổi ra từ từ, hạ tay xuống. Chúng ta bắt đầu làm nhé. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Rồi chúng ta sẽ trở lại vị trí ban đầu để chúng ta sẽ chuyển sang cái động tác của nhóm hỗ trợ cho cái việc mà chúng ta bị bí tiểu là và bị đau lưng. Có một cái bệnh bí nữa đó là gì ạ? Chúng ta sau khi sinh là thường rất là giảm sút cái chuyện vợ chồng đúng không ạ? Thì khi chúng ta tập được những cái nhóm cơ như thế này, nó săn chắc như này thì tìm lại được cái cảm giác ham muốn của chúng ta đấy ạ. Vâng. Và chúng ta động tác đầu tiên là chúng ta sẽ gì ạ? Co chân, vừa co chân vừa hít, làm sao cố gắng để cho cái gót chân này của chúng ta sẽ chạm sát được với cả vùng hông của chúng ta, vùng mông của chúng ta và gì ạ? Hai chân chúng ta cố gắng là khép chặt vào ạ. Đồng thời ạ, chúng ta hít và đưa toàn bộ cơ ở phía âm đạo, tức là người ta gọi chung là cái cơ sàn chậu, nhưng các mẹ thì có thể hình dung là các cái cơ ở khối vùng hông và âm đạo chúng ta sẽ đưa lên ạ. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu hít nhé. Hít này và thở. Đồng thời là chúng ta sẽ làm ngược lại cái chân bên cạnh. Hít và thở, chúng ta cũng thả ra. Chúng ta bắt đầu ạ. Hít. Thở. Hít. Thở. Thả hơi ra từ từ, thả cơ xuống. Hít. Kẹp chặt cơ âm đạo nhá. Thở. Hít. Thở. Và động tác cuối cùng thì chúng ta sẽ đặc biệt là đối với những mẹ nào mà bị đau lưng ấy, thì chúng ta sẽ có thể tập động tác này nhiều lần cũng được trong một ngày, nếu như thời gian nào mà chúng ta có khả năng làm được thì chúng ta sẽ gì ạ? Co chân lên vuông góc với cả sàn như này, và chúng ta sẽ dùng hai tay này, chúng ta dùng cả chân nữa, chúng ta sẽ đẩy cơ thể lên sao như chúng ta có cái tư thế như kiểu tư thế bắc cầu ấy đấy, và chúng ta tương ứng với cả cái nhịp thở là hít. Đồng thời chúng ta nhớ kết hợp với cả việc là co đưa hết vùng cơ ở phía âm đạo cũng như về sàn chậu, chúng ta đưa lên hít và giữ thật lâu ạ, kẹp chặt cái vùng hông lại vào ạ. Đó, và sau đấy chúng ta thở ra từ từ và giữ nguyên chân ạ, để chúng ta làm theo những cái động tác tiếp theo. Rồi ạ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu như mẹ Mai nhé. Hít. Đẩy lên. Căng hết cỡ ạ. Khép chặt đùi và đưa vùng cơ lên ạ. Thổi. Đưa ra từ từ. Hạ xuống ạ. Chúng ta làm thêm một lần nữa nhé. Hít. Đẩy lên. Kẹp chặt và đưa vùng cơ lên ạ. Thở. Rồi, chúng ta có thể lặp đi lặp lại những cái động tác mà vừa hướng dẫn nhiều lần. Động tác nào cũng thế ạ. Và đấy là toàn bộ những cái bài tập của chúng ta ngày hôm nay. Rất là dễ chịu. Thư giãn quá. Sơn.